Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đến với buổi live stream trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên ạ. Hôm nay em Đồng Thiệp cùng với bạn Phạm Nhung sẽ lên phục vụ tất cả anh em trên buổi live trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phạm Nhung, hôm nay em cùng với bạn Thiệp lên sóng live stream buổi chiều ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Thì mong mọi người ủng hộ em và cửa hàng ạ. Dạ vâng, rất nhiều xe anh em nhá, những sản phẩm mới. Giám đốc Hoàng Kiên và đội ngũ đằng sau vẫn luôn đồng hành cùng trong suốt các buổi live. Anh em có những cái nhu cầu xe hoặc cần trao đổi tư vấn có thể lên trực tiếp giao lưu trên buổi live ngày hôm nay ạ. Và những sản phẩm mới nhá, những sản phẩm mới vẫn là những chiếc đờ dìm quen thuộc mà giá lại vô cùng yêu thương. Em vừa check đâu đó loanh quanh có tầm 2x thôi, thậm chí là còn có thể giao lộc về dưới, hợp lý không ạ? Một chiếc đi ăn đi làm, hàng win made in China. Đấy anh em ơi, made in China. Tí nữa làm cái đi ăn đi làm hơn 2 triệu thì giá thì rẻ hơn được nữa rồi. Vâng. Bên em về vẫn những số xe nữa là Vision và Zogno 50cc và Noza. Vâng. Vâng. Toàn dành cho các bạn học sinh sinh viên đấy ạ. Mới ra để phục vụ các anh em mình. Vâng. Còn một chiếc đang trong quá trình thương lượng nhá, một chiếc coupe hàng liên doanh nhưng mà rất mới, hải quan chưa có biển, coi như là chưa đi đăng ký kết hôn lần nào. Nếu và tiếp theo đó là một chiếc NVX và GS ạ. GS vành đúc, phía xa là những chiếc Leaf. Chắc là phải đợi một chút thì cái chiếc coupe màu đỏ đẹp chưa biển chưa kết hôn này thì sẽ xong xuôi trong quá trình thương lượng thì sẽ lên để phục vụ anh em. Nhưng nếu anh em nào mà đang có nhu cầu thích thì cũng là đưa ra cái giá để đang trao đổi với người nhà một chút đấy, đấy. Có lên giao lưu tí để cho nó giao lưu với các anh em trên này được không? Đấy, bây giờ là anh định đang mong muốn là bán ra bao nhiêu? Nhà em thì đang muốn là phải trên 5 triệu. Trên 5 triệu. Đang giả 4 triệu rưỡi em ạ. Đang giả 4 triệu rưỡi. Được cái là rất là mới, chưa có đăng ký lần nào cả. Anh em lấy bây giờ thì phải công chứng sang tên mất tiền biển. Thôi giữ bản thân hạ bán anh 5 triệu đi. Báo bán nha, ok chưa? Kiên đại diện anh mua 5 triệu. Nha, thế là chốt được là cái là đây là cũng là bán luôn cho các anh em trên live thôi. Vâng. Ok, chốt rồi nhá. Chốt 5 triệu nhá. Anh đang bán hộ cho người nhà nên là phải đang phải hỏi ý kiến các bạn. Vất vả có tí lắm nhà. Nhưng mà là phải được 5 triệu hơn gì đấy, nhưng mà ý anh em là cứ thể người ta mua được. Đúng rồi. Đúng rồi. Em cài cho em xin phép em cài mic với anh nhé. Dạ vâng. 13 triệu bây giờ mình đang thương lượng với anh em ơi ạ, đang thương lượng với mấy nóc nhà. Nhìn rồi. Rồi, anh em lấy quay vòng đi, đang anh em đang thấy là 4 triệu rưỡi rồi trên live rồi, mua 5 triệu. 8 triệu với 5 triệu. Xe chưa đăng ký anh em nhá, bản 2021. Hơn 1000 cây, xe mới đi 1500 cây. Xe chưa đăng ký này. Đấy, thằng lấy 2022, ai đăng ký 2022, xe 2022. Đang giải anh em bây giờ. VinFast. Thôi mình đại diện cho mình đàn ông, mình đại diện cho cả gia đình trụ cột rồi. Bán đi xong rồi giải. Đấy nhá, chúng chốt rồi thì nhá. 5 triệu. 5 triệu đồng, 5 million anh em nhá, tiếng Anh 5 million. Đây anh em bán cái này anh cộng tí thôi, anh em nhanh, cộng triệu bạc anh em nhanh. Em ạ, không phải do dự đâu, vì mới con này có hơn sọi bao nhiêu. Tiếp, mới đi 1000 cây. Bây phải đăng ký anh em nhá, phải đăng ký mất 3 triệu. Đây con này anh em phải đăng ký. Phải đăng ký nữa, về sang tên về 29 3 triệu đồng đấy. Quay vòng đi anh em, quay vòng đi. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cho. Lúc đấy là mới, bây giờ người ta ấy để lâu rồi, 1 năm rồi bị phạt. Ừ, để lâu phạt đấy, bây giờ phạt 1.8 triệu. Xe này giờ ra đăng ký phạt 1.8 triệu. Bây giờ chỉ để bên anh mua lại hóa đơn, mà anh lại đổ hóa đơn anh đóng thuế từ đầu. Anh 5 triệu rưỡi thôi. Ôi bán anh 5 triệu, 5 rưỡi anh mua rồi. Bán anh 5 triệu trên này đi. Nhá, chốt đi anh em nhá, em tí ra kia làm 1-2 cuốc thế là đủ tiền 500. Anh em giờ công nghệ xanh nhờ kiếm lắm anh ạ, tháng kiếm mấy chục ấy. Anh làm gì đói lắm anh ạ. Nói gì ngày kiếm 1.5 triệu, tháng kiếm mấy chục luôn ấy. Đông luôn. Anh em công nghệ xanh ấy, anh em. Thôi xuống chốt 5 triệu nha, bây giờ có bán đấy. Anh em công nghệ xanh tháng kiếm mấy chục nha. Ngày kiếm chi phí để ra 1.5 triệu. Chi phí xăng điện cái thứ này. Ok, chốt cho em 5 triệu nhá. Xe chính chủ tên vợ đúng không?
xe đang tên mẹ. Tên phụ. Con này mua mới, cô mua bao nhiêu? 13 triệu 200 năm 2022. Thôi mình đang nào mình không đăng ký, công an nó phạt. Động phát rồi mẹ ra pháp 1.8 triệu. Lệnh trên cấp trên đưa xuống. Mẹ tại sao xe cộ đi không đăng ký đăng cốt gì đấy. Xe cộ đi không biển này có nghĩa là vi phạm giao thông, ai biết được nào lần. Phải phạt. Đấy, bắt buộc về bọn anh đây là phải xử lý. Anh em mua xe về đăng ký ngay nha, đừng để châu biển này ra. Đấy, vì đi đường này không quản lý được, anh em đi va chạm không biết mẹ ông nào đi xe nào, không kiểu kiểm soát. Ok, chốt em ok nhá. Okay. Em chào các anh như này cho anh nhé. 5 triệu. Đấy ạ. Ơi một vòng đi, em đây em nhà anh Tuấn cho vào bên dưới bán. Em vào bên dưới bán. Được. Phạt 1.8 triệu anh em ạ, nhớ xe cộ mua mới về đi đăng ký ngay nhá. Như khi ra đăng ký phạt 1.8 triệu thì nó mẹ quá tội. Tưởng mình khôn hóa ra này, thành dở. Thành chắc quá, thành chắc lép. Lên anh em 1.5 triệu nhá. Anh em thôi nói chung là nhẹ nhàng đi đẩy xe hàng. Vâng, xe đi 1.000 cây 2022 anh em nhá. 50cc 5.8 triệu cộng với 1.2 triệu anh. Toàn đô 1.5 triệu. À cậu 1.5 triệu. Đây là nhường cho này Nhung mới đồng chiếc nhá. Đồng chiếc. Ok đấy. Mẫu cho các con em đi học và các cô các bác đi ở trong làng không cần bằng thì quá hợp rồi, màu đỏ mận đẹp đúng không ạ? 5.8 triệu cộng với 1.5 triệu ạ, với 5 triệu rất đẹp. Đây em sẽ nổ máy lên để cho các anh em nghe nhá. Hàng có 1.500 cây thôi, đẹp. Đây này, quan trọng những dòng cúp các bạn, cái tai này nó chắc này đúng không ạ? Cái này người ta làm sẵn cho mình rồi, 300 hơn 300 một cái nót, gương giỏ đầy đủ. Yếm trắng này rửa xong là sáng quắc, đồ này zin hết đấy. Thôi thì bác nào chịu khó đi đăng ký, còn không đăng ký thì thôi, người ta cũng đã không đăng ký rồi thì mình cứ cầm hồ sơ đi lại đi tiếp cũng được. Không nhất thiết phải đăng ký, còn đằng nào thì thôi đăng ký nó cũng có tí gọi là phạt đâu đó, thuế chậm tí thôi nhưng không đến mức nhiều lắm đâu, không phải lo các bác ạ. Đấy đây em phải giải thích thêm rồi. Còn nếu mà không đăng ký vẫn đi bình thường nhá. Đấy, còn sau này lại bán đúng không, mình cũng phải chuyển giao thôi. Đấy. Ăn xăng thì được 1.5 lít 100 cây. Thay cho em chiếc xe đạp điện thì không cái gì hợp hơn được đâu. Hàng động cơ xăng phát ra tiếng nổ. Zin hết. Đẹp. Victoria 50cc. Yeah. Ok. Đấy, bác nào đang có nhu cầu dành cho con em mình chiếc xe đi lại thì cân đối xem. Rất hợp lý. Mua được rồi, có một chiếc Zin Thái mua được rồi. Đây, tiếp theo về nhà em về một con Zin Việt ạ. Vâng. Biển 4 số. Trong lúc đợi Zin Thái lên đó nhá thì anh em cùng xem một chiếc Zin Việt Nam 2010. Được cái là kỹ thuật cũng đã là mông má dọn dành lành ngon lành lên rồi. Kê mâm kê thớt hết. Rồi. Xe này biển số là 30M36254 ạ. Ừ. Nhung có thể sang bên xanh nhá để các anh em comment ở bên xanh khá nhiều đấy. Anh Nguyễn Hiền ơi, có Zin Thái không biết là anh muốn mua tầm bao tiền ạ? Zin Thái đẹp thì phạt, tại em chưa còn ạ. Phạt 1.8 không nên thế đâu anh ạ, để đi thôi, đầy đủ của hồ sơ công chứng được, chấm đen đấy có 1.5 triệu mà anh ơi, chấm đen sao được. Giao lưu đưa đò thôi anh ạ. Vâng, chào tất cả anh em nhá, hơn 300 anh em bên bếp xanh rồi và rất nhiều anh em trên vâng, bên em chào tất cả các anh em đang xem livestream bên xe máy Hoàng Kiên ạ. Rồi một phen khởi động. Mới khởi động có tí thôi mà anh Nguyễn Đại. Vâng, chào anh nhá, chào anh Xuân Trường, ship về Thanh Hóa cho anh. Anh đặt cọc luôn, xong bọn em sẽ tiến hành gọi xe. Dạ. Thanh Hóa thì ngày mai là có xe lăn bánh rồi. Đúng rồi ạ. Đây, Zin Việt, những cái mẫu mà các bác hỏi rất nhiều. Đặc biệt là cái tầm tiền, em cũng báo luôn nhá, 20.300. Dọn dẹp ngon lành như thế này rồi, hàng cũng là vừa, để mà nói căng đét thì em không dám nhận. Bắn cát, thôi cái câu chuyện này thôi, họ chạm thì cũng phải chấp nhận. Đấy các bác ạ, tầm Zin Việt 2010 mà Zin thì nó ở giá thành cao hơn. Nhưng mà các bác nhìn này, nó khuôn, nó vuông, yếm áo, nó sáng, đồ đạc, nó đều. Thì đấy là những cái gì nó ổn định cho cái mình chọn lựa một chiếc Zin. Tầm tiền 20.300.000. 30M36254. Đấy em nổ máy cho các bác nghe. Đúng rồi, mẫu Zin Việt. Đây ạ. Đấy, nghe máy này. Đấy, máy chất không các bạn? Thịt vẫn có Zin này các bác nhìn. Đấy, mất mỗi cái gọi là máy thôi. Chứ còn đây, các bác nhìn hàng. Nguyên Zin nhá, ốc này. Đấy, tay vành này, đấy nó không gì. Đây này, anh phải quay các cái chân vành này cho các bác xem. Đấy, vành này nó không bị gì. Lườn này nó không có lỗi. Đúng không ạ? Tem mác ra máy, khung sườn, đây nắp bình xăng nữa. Đây là những cái mà các bác hay hỏi em khi em like và khi các bác mua xe nhiều nhất. Đó là khung sườn nó phải chắc chắn. Đó, đây, nắp bình xăng. Lườn có bắn rồi.
nhưng mà nó vẫn là vuông ngon lành hết, vừa đi này, tai này, lai thổ chạy hàng thoải mái luôn, đúng không ạ? Máy chất, tầm tiền là 20.300.000. À, con gì đen đằng sau anh lá xanh, con NVX anh ạ. Anh chờ rồi tí bên em lên luôn giờ đấy ạ. Như Avalanche à, lết em còn nhiều hơn nữa cơ. Đây, anh Nguyễn Trọng Hà hỏi toàn xe đẹp, mỗi tội nghèo lên chỉ nhìn mà thèm thôi thiệp. Anh ơi, 20.300.000, anh nào mua Way ấy, Way A110 ấy, nên cân đối cho em. Với cái mức tiền đấy các anh chơi gym luôn luôn là có cái lợi hơn. Thứ nhất mai sau bán, thứ hai là chạy những cái dòng gym Việt đầu vào 4 ốc thì cũng không phải trình bày nhiều đúng không các anh? Luôn luôn là căng là chất. Bác lớn tuổi thì sang, mà anh em đi trẻ đi nhìn cũng rất là gọi là chất. Em rất thích gym, nói chung là nhà em cũng rất mạnh về gym. Đây là cái thật sự. Không chê Way đâu, em cũng buôn Way rất nhiều, nhưng mà để nói gym nó vẫn có những cái cuốn hút hơn hẳn luôn. Way nhà em cũng liên tục về đấy, nhưng mà gym vẫn chất. Rồi. Trọng Hà, anh cứ lên cửa hàng em mua xe là bên em sẽ giảm giá cho anh nhá. Vâng, 20.300.000 với một chiếc gym. 20.300.000, chính xác. 30M36254 ạ. Chiếc cúp cũng lai xong rồi. Ờ, ok. Đấy. Tiếp theo em sẽ lên một con Win. Win gì nhỉ? Win China. China. Rồi. Nói một cách khác hay gọi nó tên nó mỹ miều hơn là hàng Win liên doanh, đúng không ạ? Chưa có từ nào của tàu cả, liên doanh với Trung Quốc. Đấy là hàng Trung Quốc nhập khẩu về Việt Nam, hay là gọi là hàng Win nhập khẩu Trung Quốc cũng được. Đấy, toàn những cái tên em thấy là nghe cũng hay, giống như đúng không ạ? Rất là thương hiệu luôn rồi. Thôi thì cũng đã từng like một buổi rồi, hôm nay nó dọn dẹp, nó thay những cái này, em cũng trình bày luôn vào những cái gầu gáo sinh nhan cho nó gọi là nó như cái xe, chính xác là gọi là như cái xe. Dẫn nổ bên đấy hộ anh cái, để trong lúc anh em nghe. Hàng Trung Quốc nhá, thì nó là những cái đầu bò ốc dài hay là những cái D-Tech này. Đấy anh quên rồi, quay lại cái đầu bò ốc dài này. Đấy, máy D-Tech này. Đấy, khung sườn này. Rồi, dẫn đến vẫn nổ ngon này thôi. Lốp này, lốp bám đường chưa? Lốp bám đường. Biển 37X4, 4929. Vẫn đang nổ suốt trong lúc live đấy. Các cái đồ này là vào hết nhá. Thôi thật sự với các anh em cũng thông cảm. Trung Quốc rồi thì nó có vào bằng Trung Quốc thì cũng chả sao, còn nếu mà nó vào bằng Honda thì lại gửi lời chân thành cảm ơn đi. Đã vào đồ thì chả có gì để chê cả. Với một chiếc Win tàu biển số là 37X4 4929 ạ. Rất nhiều các anh em vẫn đang comment. Báo giá cho các anh nhưng là bao tiền ạ? Mời các anh em đến với một chiếc đi ăn đi làm. Vừa tầm tiền, em thấy rất vừa. Bản thân em là người mua chiếc này cái hôm đấy nhưng mà anh chưa rõ. Anh Trần ơi thì chị Dung cũng khỏe lại rồi anh ạ. Chị đang hơi mệt một chút thôi ạ. 208, thôi để cho các anh em mình trên live này là 3 triệu thôi. Đấy, có 3 triệu hôm nay em live là 2.8, hôm nay dọn dẹp tiền nữa. Nó cũng vào ít đồ nữa, công cán các anh ấy. 3 triệu, anh em nào đúng chân hay lên cân đối cho em. Vẫn trông thụt này, chắc chắn lắm. Em cũng 70 kg mà nhìn nó này là cũng ok. Côn số xe này vẫn đi thổ được. Ôi giời, ngon. Rồi. Đấy. Hợp lý. Bác nào có nhu cầu xe đi ăn đi làm, hợp chạy giải quyết phương tiện đi lại trong những cái lúc khó khăn hoặc những lúc đang thiếu một chiếc xe tốt thì cân đối cho em trước đấy. Tiếp 3 triệu, 3 triệu. Em về với một chiếc xe lít biển số Hà Nội 29H176788, đời 2014-15 ạ. Một chiếc hàng máy 125. Rồi, xanh tím than. Hợp lý không ạ? Đời 2016 rồi. Hóa đen. Đây anh. Đâu đi sang tận đấy rồi. Càng đây. Zin, vành zin. Đấy anh đã đi xong một vòng rồi. Em lại một vòng nhá để em tả kèm theo cho nó dễ để các bác có thể nhìn chưa nhận ra logo zin. Hình thức thì đẹp chưa? Bản đèn led, đèn xương này. Đấy gọi đèn xương, đèn phá xương này. Rất đẹp luôn. Đây, ngon lành hết, bóc ni lông đánh bóng cái lớp ni lông này vẫn còn này. Đấy, đây các bác nhìn. Rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Khít nhá, các bác có thể kiểm tra hay là cái để chân này. Đấy, nó cong vênh lên, cong vênh xuống hoặc nó gập ra gập vào nó không khít thì mình cũng phải kiểm tra. Có thể chỉ là va quệt nhưng mà thôi nó cũng là cần phải chỉnh chọt lại. Còn ở đây thì nó khít này, các anh em nhìn này. Khít chưa? Đấy, khít. Tem zin nhá. Ra máy cũng còn theo xe. Hàng lít 125 máy zin. Đây em của máy nhá. Anh em nào chị em thì chính xác hơn, thích những cái động cơ 125 khỏe, cốp rộng. Đây là máy anh ạ. Nổ rất êm ạ. Bền, lành. Gần như là em khẳng định với những chiếc xe lít luôn luôn đứng top 1 cho các chị em nữ rồi. Chắc, bền, lành, đẹp. Với những dòng 125 được gọi là đẹp đấy ạ. Đúng không ạ? Nó gần như có đủ. Cốp thì các bác có thể xem.
để thoải mái. Siêu đấy, siêu rộng. Cốp rộng được thoải mái ạ. Rồi. Anh đây. Tải bắp ơi, anh inbox cho bên em nhé. Bên em sẽ gửi cho anh cái hình ảnh của xe gym đấy ạ. Tháng 12 nhá, tháng 12 của 2016, biển cũng tươi. 29H176788 ạ. Giá là 22 triệu. Rồi, 22 triệu 500. 22 triệu 500 cho một chiếc 2016. Rất rất đều, từ cái yên nhá. Anh có thể quay lại lần này ở trên phần chi tiết này. Có spa lại cái này rồi, đấy em báo cáo công sức spa. Còn cái yên này bác nhìn yên gì này, ngồi này. Đấy, nó không có nún gãy, màu yên và màu sần luôn luôn là đồng chất với nhau. Đây các bác thể kiểm tra, ốc này, đều ốc lục giác ốc. Đấy, chứ không có lịa chuyên qua ốc sao, được không ạ? Đều đẹp chất, 22 triệu 500. Biển Hà Nội, động cơ 125. Bản thân những chiếc lít lúc mới nó đứng cạnh tranh rất là cao, Vision không bằng. Bây giờ các bác sử dụng gần như ngang với giá Vision 110 thôi. Đấy nên là các bác nào, các chị nào có nhu cầu cần sử dụng những hàng Honda lành bền chất. Em nhớ không nhầm, hình như Nhung đang đi lít. Vâng, em đang đi lít như này nhưng mà nó đời 2010 ạ. Còn vẫn chạy tốt. Mình chạy 2016 thì sợ gì nữa. Đấy, đến những nhân viên Hòa Kiên vẫn rất nhiều các bạn đang sử dụng Honda lít các bác ạ. Nên là các bác nào gái mà có nhu cầu hãy liên hệ cân đối chốt sớm nhất cho em nhá. Cũng mới về hàng, vừa mới về thôi, dọn còn chưa xong. 22 triệu 500. 22 triệu 500 thì có dọn dẹp. Rồi. Còn đây em sẽ lên NVX nhá. Tiếp theo nhà em sẽ lên một chiếc NVX 155. Đây để trả lời ABS một số. ABS ạ. Anh màu Nguyễn đen Đại. Sần ạ. Vâng ạ. Anh chị Dung hôm nay hơi mệt ạ. Anh Dương Hồng xe bán 6 triệu à anh à. Không hiểu anh hỏi chiếc nào ạ. Anh có thể à đây để cho em một cái xe độ 50 phân phối tầm 6 triệu đúng không ạ? Có nhá anh nhá. Những chiếc cúp như vừa rồi nhưng mà nó là đời thấp hơn. Chiếc này thì thôi nó cao hơn một tí, anh cố lên thì hay. Nhưng có những chiếc em bán ở đời 2015-16 thì nó chỉ tầm phân khúc giá đấy thôi. Đấy. Rất nhiều anh em đang có nhu cầu về những chiếc xe thì có thể cân đối. Em sẽ lên chiếc chiếc LED này trước thì bạn ấy tắt ra rồi. Tròn đi, không được anh ạ, 225. Là một chiếc AMOLED bản chân chống điện ạ. Anh cải bắp quay lại cái đầu bò, chắc anh hỏi về chiếc Dream. Chiếc Dream lúc nãy thì đầu bò có spa rồi anh nhá. Có dọn rồi. Biển số xe là 29S142410 ạ. Rồi, cũng là một câu chuyện dọn dẹp ngon lành lên rồi. Nên là 110 đấy ạ. Nẹp mạ inox đúng không ạ? Đời chót 6 nan mà lại nẹp mạ thì gần như đời cao nhất. 5 nan à, thế là lên dẹp mạ à. Ok, em kiểm tra lại đầu máy nhá. Cái bộ nẹp mạ này rất nhiều khách hàng hay lên. Đấy, nếu mà chuẩn đầu máy thì là... Rồi, 015 đầu máy này là đầu máy 5 nan thôi. Chưa được nẹp mạ rồi. Đấy, lên cái nẹp mạ rồi. Giá thành nó sẽ hợp lý hơn. Thực ra cái này nó do các bác nào có nhu cầu chọn đời thôi. Chứ còn nhìn này đều là động cơ 110. Hàng form dáng giống nhau. AB FI màu đen. 29S142410. Rất nhiều các bác chơi AB lâu năm đều đánh giá là mẫu này được các bác chọn lựa đi nhiều nhất. Đấy, không biết anh em dùng AB có chung nhận xét không? Đơn giản là vì nó gọn, nó thon và nó dáng nó đẹp. Chạy thì bản thân những chiếc này cũng được đánh giá là chạy nó khoát máy nhất. Đấy, máy thì đây để em xem luôn máy để báo cáo với anh luôn nhé. Máy zin đây, quay lại một lần nữa để các bác có thể kiểm tra được máy. Máy nguyên zin nhá. Đấy, bác nào có thể xem. Chưa. Hàng là cam kết là máy zin. Sơn hình thì có spa lại một chút rồi. Giá do máy zin nên là nó cũng phải xứng đáng. 2010. 17 triệu. 17 triệu với một chiếc Abarth 2010 5 nan, hai biển số xe là 29S142410 ạ. Cốp là zin hết nhá. Tay xách spa lại thôi. Yên áo bọc lại, tay nắm có lên. Sơn này là sơn zin. Có phần này có spa lại một chút, hai cánh yếm ở phía trên nên các bác ạ. Còn tổng quan như là tem trước tem sau đều theo xe hết. Vì cái giá 17 này em cũng phải được đánh giá là một trong những cái giá có số má cho dòng LED này rồi đấy. Ra máy này cũng bắn lại rồi. Nhược điểm nhá, tay xách ra máy, tay nắm và Oppo, hai cái niêm trước. Còn lại máy zin, tem zin. Đấy, bác nào mà đúng chân, nhất là màu đen bản LED 5 nan, 6 nan, rất nhiều các bác hỏi đúng không ạ? Thì có thể cân đối cho em chiếc này. Cũng không còn nhiều những chiếc máy zin chất. Còn những dòng này trong trên tầng nhà em còn ba phải tầm cả một cái tầng 3 rất nhiều. Đấy, bác nào có thể cân đối. Rồi. Ok, xong rồi.
Đây. Đây tiếp theo nhà em lên một chiếc chiếc này chiếc gọi là gì? Ducati là Mili anh em nhé. Ducati Mo. À Mo, Mo tiếng Anh là loại nhỏ nhá. Mo Mo Mo. Anh em nào thích Ducati không? Con này mua anh em mua từ anh em lần này có duyên với người em Hà Tĩnh nhá, người con gái sông La lần này gửi ra rất nhiều. Anh em nó Hà Nội. Mời tất cả anh em thưởng lãm xe Ducati nhỏ nhá, xe này vừa mua gửi trong Hà Tĩnh ra nhá. Mua 15 triệu. Cảm ơn một anh em người Hà Tĩnh nhá. Xe này dành cho nữ đi được đấy, anh ạ. Núi Hồng sông Lam muôn đời vẫn thế, vẫn chờ đợi người con xa trở về. 15 triệu em nó lạc ở Hà Nội, lạc vào trong Hà Tĩnh rồi lại ra Hà Nội rồi. Vừa mua 15 triệu xong. Đấy, mới đi có vào cây. Cảm ơn một người đẹp ở Hà Tĩnh để cho 437 cây. 473 cây. Nhờ cộng đồng mạng chia sẻ cho em một Ducati này đây nhỉ. Đây. Mua có 15 triệu anh em nhá, cộng em 2 triệu rưỡi. Đấy, em nào thích làm cái này mới đi có mấy trăm cây nhá. 17 triệu 500 với một chiếc Ducati Mini ạ. Nó Ducati là Mini. Hai biển số xe là 29D227587 ạ. Ngon lắm anh ạ. Quay chị nào kết thì mua cho về đêm ạ. Nhà trẻ con học hành cái thứ hoặc anh em nào ngõ nhỏ phố nhỏ đi con này nó được cái xe nó mới. Rất là thích con này nó mới, vấn đề nó mới, sướng lắm. Có mười mấy triệu anh em nhá, xe bản liên doanh nhá. Anh em quay vòng đi, một vòng. Đây, máy đẹp mới tinh. Mới đi được có hơn 400 cây thôi. Xe cơ bắp nhá. Xe này mới tinh là hiện tại là bán là 28 triệu. Mới tinh 28 triệu anh em nhá. Máy đẹp lắm, chất lượng cao. Đấy, mới như là 400 cây. Máy vẫn nổ đấy, đề đó ngoài này. Này, vừa gửi về xong nhá, vừa gửi về xong. Anh em bảo là Kiên lên like hộ gái anh em có, anh em Hà Tĩnh chia sẻ cho anh em cái. Anh Nguyễn vừa Lan lạc ở Hà Tĩnh về đấy, người Hà Nội nhá, anh em về tận trong đấy. Mình được cái giờ kết nối anh em toàn quốc rồi, thọ to liên tỉnh nữa rồi. Tên em nó là thọ to liên tỉnh, liên tỉnh luôn. Đấy, những buổi live của những được cái may đám cưới Minh Ngọc kết nối được anh em toàn quốc. Rất là hay, anh em cứ gửi xe về đây, cứ ngồi nhà đây. Được cái vị trí của Hà Nội là ngôi sao năm cánh. Cứ gửi về xe ship về tận nhà luôn. Alo sau mấy tiếng đã có mặt ở đây. Giỏi thật, nhanh thật. Ok, lại nhường cho thiệp về cho Nhung nhá. Rồi. Cảm ơn anh em trên này. Có ai comment trên này? Anh Minh Sơn có hỏi có Way Alpha biển 37 không ạ? 37 hiện không có nhá. Anh Đức Phúc có hỏi con okay, AB 339 anh em xem. Giá cao vậy. Anh ơi nó máy okay, nguyên anh ạ. Xe nó đẹp nên máy nguyên thì giá nó cũng đi đưa xứng đáng, xứng đáng anh nhá. Những dòng LED FI thì luôn luôn là có tiếng nói nhất định rồi. Rồi. Rồi, những anh em thanh niên đâu hết rồi. Hàng Manter, một trong những hàng Ducati giá rẻ. Bác nào mà không chốt nhanh thì không có hàng này đâu. Tại vì loại xịn nó đắt lắm. Hàng này nó mới vừa tầm thôi. Mười mấy triệu là đã sử dụng được rồi. Và rất tiếp nhiều theo các bạn là nhà, một chiếc NVX ạ, 155 bản 155 ABS ạ. Rồi. Mẫu này thì đúng là các bác nào cũng phải là nam giới, đậm đậm một chút, đô đô một chút mà đam mê, phải là đam mê những cái phân khối to. Phân khối thể thao. 155. Đấy. Quanh ABS chống bo cứng. Tất cả những cái gì mà các bác nam giới đam mê ở phân khúc phổ thông, em phải nhắc lại phổ thông thôi, thì là NVX cho tất. Nào là ABS bánh trước, đúng không ạ? ABS bánh trước. Nào là màn hình điện tử LCD. Nào là động cơ 155. Tất cả đen sần. Thì các bác nghĩ ra cái gì ở cái hàng thông dụng thì bản NVX này có tất. Em thấy nó cũng là bản nâng cấp còn cao hơn cả SH. Thu ti dầu, SH làm sao có được những cái kiểu dáng này, đúng không anh? Zin hết. Đấy, các bác có thể đi xem cùng với em một vòng. Vâng, em NVX 155 ABS bài biển số là 36B8 ạ. 49792 ạ. Vâng. Biển số có quan trọng không anh em? Nếu không quan trọng thì cứ tự nhiên cho em. Rẻ hơn mới tới tận mười mấy triệu cơ mà. Mới bây giờ là 50 triệu 500 chưa đăng ký. Mà xe em chạy có 3.000 cây. Bán ra cho anh em mình còn có 395. 39 triệu 500. Quá rẻ đấy ạ. 50 triệu mấy trăm bỏ qua. Hơn 3.000 cây. Gương, zin, lốp zin. Đến tất cả những chi tiết này các bác ạ. Theo xe hết. Râu ria còn đầy đủ. 3.000 cây, ốc chưa vặn một lần nào. ABS
sơn xi nguyên. Còn có 395 lăn tăn về biển có thể rút hồ sơ sang tên, bây giờ nó cũng phổ thông rồi. Rồi cốp xe rất là rộng đấy ạ. Đúng rồi. Sâu. Này nó có một cái khóa nhá, khóa này là khóa mở cốp dự phòng thì các bác nên giữ lại xong đưa cho anh kỹ thuật khi nào cần thì các bác sẽ có cách mở cốp khóa dự phòng ở dưới gầm đưa lên. 39.500 một chiếc NV. Vâng. Hàng những năm 2021 thì cũng là 23 năm. Nhưng bù lại thì nó lại là có 3.000 cây, chạy rất là ít. Biển 36B8 49792 dành cho những anh em ở xứ Thanh, nếu không thì các anh em tỉnh khác có thể rút hồ sơ, bên em hỗ trợ bình thường. Chi phí các anh em phải bổ sung thêm một chút nữa. Rồi, các anh em còn có mặt trên live có thể đưa ra những cái nhu cầu của mình nhá, hoặc có những câu hỏi để em và Nhung cùng trả lời các thắc mắc của tất cả anh em. Anh Quốc Nguyễn ơi, bên nhà em có view đời 2019 được không anh? Rồi. Đời mới thì em lại không còn, chỉ còn 2019 quay xe lại gì? Future. Rồi. Có một vài chiếc đen sân, có chiếc đỏ thì chắc là chuyển rồi. Anh Sơn Đỗ Phan ABFB Thái Lọ không xốp. Có ABFB Thái nhá. Thái thôi, Thái Lan, anh Thái Lọ chết. Đồng Thiệp và Đồng Nhung, vâng, họ Đồng cũng hiếm hiếm. Hai anh em là anh em ruột, anh Trọng Đỗ nhá. Chào và anh Hoàng Kiên bán được nhiều xe. Anh Trung Lương ơi, chị Dung bị mệt chút xíu anh ạ. Vâng, thi thoảng là cũng phải nghỉ ngơi, dưỡng sức. Sẽ lên phục vụ anh em. Mấy nữa nắng hè thì còn mấy chị em này giám đốc sẽ cử ra hết tất cả ngoài này. Cứ thế là đầu trần không đội mũ, đứng trời nắng này để phục vụ sếp anh em. Sếp em rèn luyện thể thao. Thế mới tinh thần lên cao được. Vâng, tiếp theo là một chiếc Wea màu xanh tím ạ. Biển Hà Nội 29D2. Vừa mua à? 59667 ạ. Rồi. 2021 đăng ký 2022. À chưa, đăng ký tháng 12 2022 à 21 thôi. Cuối năm 2021 rồi. Lốp còn zin chính chủ đây, các anh em nhìn này. Em nhớ là 31 12 21. Đấy. Đây là xe 2021, 29D biển phố 59667. Những bác nào như hôm qua bên em có thấy một bạn gọi cho online, em cũng nghe máy hộ là thấy các bác hỏi màu này đấy, đời cao đấy. Bác hôm nay mà có mặt trên live thì bác hãy cân đối cho em. Xe có đi được có hơn 1.3 thôi. Đúng rồi. Thực ra những cái xe tháng 12 2021 thì gọi là 2022 được rồi các anh ạ. Chạy tầm này thì cũng là phổ thông thôi. Nhưng các bác chạy ở Hà Nội đâu đó một năm dưới 1 vạn, 2 năm hơn 1 vạn là đúng rồi. Đây, các bác có thể điển hình phím này. Vì địa hình Hà Nội nó cũng không thể đi nhiều được. Trừ bác nào đi phượt hoặc chạy dịch vụ thì em không nói. Còn chạy phổ thông hơn vạn. Lốp zin nhá. Càng tất cả nói chung là vừa mua. Đây là tráng qua nước lọc thôi. Bên xe này bên nhà em vừa mới mua về. Đúng rồi, mới tráng qua nước sôi. Hành tiền đấy. Xong là 14 năm rồi, cộng cho anh em mình 1.8 triệu. Wea 1.8 triệu. Nó là cái giá đưa đò thôi ạ. 16.300.000. 16.300.000 với một chiếc Wea 110 2021. Máy zin, biển Hà Nội. Sơn zin, đúng rồi. Biển phố đấy ạ. Vâng. 29D2. Chân nan này, đây các bác nhìn cái chân nan này. 59669 ạ. Chân nan, máy 67. Đúng không ạ? Ốc trục này. Đấy. Khóa càng này tiếc quá là đáng lẽ phải xin, bác ấy lại cầm về mất rồi. Em không thấy có khóa càng. Mình phải xin không phải phá đi. Rồi, zin hết luôn các bác nhá. Đấy. Màu xanh tím than, một trong những màu ra từ những năm 2019 mà nó hot. Đến giai đoạn hiện tại Honda vẫn sử dụng màu này như đại trà luôn vì nó được các bạn trẻ ưa chuộng quá. Em thấy cái màu này bán nó chuộng và chạy hơn cả những mẫu đen sần cơ. 16.300.000. 16.300.000. Quay 2021 tháng 12 chạy hơn vạn, zin hết, bản không tắt được đèn nhé, bản này đèn sáng suốt. Đấy, chủ cũng chưa có đầu tư gì cả, nguyên tất luôn. Bình thường họ đầu tư một cái công tắc tắt đèn nữa. Anh Giang Lượng ơi, bên nhà em có Winner X anh nhé. Rồi, đủ hết cả Winner X rất nhiều xe. Anh Trung Thạch ơi, cái xe Way 110 này không tắt được đèn anh ạ. Anh có thể bổ sung thêm cái công tác 150k. Nó có thêm một nút tắt đèn nữa. Nó không có gì thay đổi cả, không bị ảnh hưởng gì. Em thấy và kiểm tra rất nhiều kỹ thuật cũng báo lại là dùng được anh ạ. Anh Lưu Lương hỏi có Crea 50cc không? Bên nhà em có anh ạ. Vâng. Và anh có thể tham khảo mẫu Zocno. Các chị em nữ là em thấy nó cũng là các cái phiên bản nó là gọi là xe ga nhập khẩu Trung Quốc. Đó, 50cc. Cửa hàng con 81 hơi 50 nào không có. À, chắc là vậy đúng có. Không có anh nhá, có hai chiếc, một chiếc 84 một chiếc 89, giá thì mười mấy nhưng cũng còn lại là phải bốn mấy vì rất đẹp, hàng zin từ nói chung tất, trừ mỗi cái lốp thôi em thấy zin tất rất đẹp. Tiếp anh điều chỉnh về... vâng đấy. Anh Ngô Phong, anh ơi biển Hà Nội nên là nó cũng hơi nhỉnh một chút anh ạ. Anh chê chiếc Way hơi cao nhưng mà thật sự cũng trao đổi với các anh em
QA nó là cái gì đấy, nó là hàng thông dụng, bán là cũng là để cho các anh em nào thật sự là cần thiết thôi. Còn so sánh với xe mới, với những chiếc biển Hà Nội là không lái được nhiều là đúng. Cái này em ghi nhận, nhưng mà cũng cần phải có để giao lưu các anh ạ. Vâng, tiếp theo nhà em về anh Trọng Đỗ. Vâng, ok anh Trọng Đỗ nhá. Ra nớt màu đỏ biển Hà Nội ạ. Rồi, bản tiêu chuẩn, khóa chìa mà nhìn thấy khóa chìa. Xin lỗi mọi người, đó là biển 19K142429 ạ, biển Phú Thọ ạ. Rồi, đẹp mà, hàng các bác có thể xem, càng vành nguyên bản, zin hết luôn đúng không ạ? Đấy, những cái xe mà chủ đi giữ gìn đây, tiếp theo càng sau vàng sau, zin hết luôn. Xe của những năm 2021 này các anh nhìn, mới như này, sơn zin, tem logo này, tất cả zin hết các bạn. Đấy, tay phanh, tay nắm này, theo xe hết, phím bấm này, đẹp không ạ? Xe lại đi ít nữa. Đúng rồi, hàng chủ chắc là đây đến tay sách nhá. Mấy nghìn cây mà 2021, tay sách còn chưa có spa thì các bác biết rồi đúng không? Ra máy cũng theo xe, thụt. Nói một cách như kỹ thuật em hay nói gọi là còn nguyên ánh kim 7 màu các bác ạ. Rửa qua là đẹp, lốp trước lốp sau zin hết, cường láp rất đẹp. 19K142429. Một chiếc là rất hợp lý cho các chị em nữ là chính xác nhất. Ưa màu đỏ, sáng, đẹp, trẻ. Động cơ 125, hơn hẳn Vision. Với phân khúc các chị em mua Vision thì có thể chưa tới được, thì có thể lái sang ra nớt giúp em. Động cơ cao hơn, đời mới hơn, nhiều thứ hơn, đẹp hơn, tiết kiệm xăng hơn. Chỉ mỗi tội không thông dụng như Honda thôi. Cái này là sự thật. Đấy, em phải nói giải thích để các bác biết tại sao Honda nó giữ giá. Tại vì nó thông dụng quá, phổ thông quá. Còn ra nớt, nó là những cái gì đấy trải nghiệm chạy, chất lượng chạy, nhưng chưa được sự tin tưởng thông dụng ở ngoài anh em ngoài Bắc. Thì giá thành nó sẽ có sự cao xuống cao. Thì cái chiếc biển 19-2021 này trên line em để ra cho anh em mình là 21 triệu thôi, tháng 3-2022. Chủ động xuống thật thấp để phục vụ các anh em. Vâng, vì ra nốt 21 triệu với một chiếc xe ra nốt 2021 biển 19K142429 ạ. Rất mới các bác ạ, mới thế này thì các bác nào còn gì phải lăn tăn nữa. Các chị với em nào với mức giá hơn chục triệu thì em, các chị em nên suy nghĩ về cái giờ, về đúng cái rồi. dòng xe này là rất là đi rất là bon đấy ạ, vì nó động cơ cao, cốp nó vẫn là để rộng cốp như Vision luôn đấy. Nếu mà để đang lái Vision các bác có thể chuyển sang Janus là em thấy rất hợp lý. Giá chiếc này thì 21 triệu, đơn giản, nó đăng ký 2022, 5.000 cây, đến tay sách còn chưa sơn. Nên bác nào có thể thích một cái mẫu zin toàn bộ thì cân đối cho em, đúng không ạ? Quá đẹp. Đấy, lấy cho các chị em nhà mình đi, các con em nhà mình học ở Hà Nội. Rất hợp lý, đi học xong lại bán lại cho bên em. Cái này như vừa mua của khách mà. Không, con này không phải. Rồi. Tiếp theo đẹp là quá. Một em Sirius ạ, biển 12L1 24596. Chiếc bản chế cơ, đấy, những anh em nam giới đúng rồi. Không? Có thể cân đối cho em. Honda đi mãi rồi thì có thể cân đối này, cái đồ nó đẹp này các bác này, chân nan này. Chụp đẹp không ạ? Rất đẹp luôn chứ không phải là đẹp zin hết. Đấy các anh em. 1320. Quá đẹp. Zin hết nhá, hàng là cam kết với các bác là tem nguyên bản, lốp lưu trước lốp sau hay là vành nan tam hoa này, đến cái cao su nó vẫn còn theo xe. Đấy các bác nhìn, đơn giản là nó 2021 rồi thì có gì mà lăn tăn nữa. Đăng ký lốp của 2021, sản xuất ở cuối 2020, tất cả các linh kiện còn lại đây tuần 14, sorry 2020, xe 2020, ốc trục 2020 mà giữ đẹp thế nhỉ. Quá đẹp, 4 năm cho một cái xe đôi lốp còn zin và rất dày nhá, xe chạy lốp còn cả đôi 3.700 cây, bảo sao đẹp thế. Em còn không tin nó là 2021 các anh ạ, 2020 Sirius 12L1 24596 đời 2021. Một chiếc đẹp, một chiếc lướt, chạy 4 năm 3.000 cây. Thực sự là chắc là chủ kê trong nhà đấy. Nhưng mà thật luôn, các bác có thể cùng xem cái tay nắm này, còn nguyên cái độ co giãn này, các phím này, hai cái đồ sáng của nan inox thì các bác vừa nhìn cùng với like rồi. Các bác có thể thấy cái tay nắm này vẫn còn. Đúng rồi, những hàng này thì khẳng định là không có nhiều. Mấy anh em ở Lạng Sơn có thể cân đối, là một con về chạy lợn quay dao thì miễn chê. Quá đẹp rồi. Sirius biển 12L1 24596. Đúng là nó cũng xứng đáng thôi. 14.500.000. Với những chiếc 2020 vành nan thanh cơ. Đấy, để mà lãi nhiều không có, nhưng các bác nhớ cho em là có 3.000+ cây, đúng không ạ? Đẹp như này, đây này, cái đồ sáng này, phanh này. Tăng được có một lượt thôi, em nhìn mới tăng khoảng một lượt, ông chụp chưa mở càng, không có một chút hóa chất spa tẩy rửa nó đâu nhá. Hàng từ cái nốc bảo vệ máy này chủ vẫn giữ này, hay là cao su này,
quá đẹp. Đây cùng cùng xem, gọi là mở nội thất ra xem nào. Anh em giữ cẩn thận. Chả chê cái gì cả. Dìn dìn hết. Những cái ốc nha các bác nhớ cho em, những cái ốc này nó phải là theo xe. Cho cái ốc 4 tô vít 4 cạnh vào vặn cái là mất hiểm luôn rồi. Đấy. Nên bác nào mà chơi những dòng lướt mấy nghìn cây thì cân đối cho em. 14 triệu. 14 triệu 500. 500 cho một chiếc 2020. 20 thôi. Đẹp quá, em nghĩ đời 21 thật sự là 2020 chạy quá đẹp. Đấy. Vừa đi. Đúng rồi. Anh Hồng Nguyễn ở bên nhà em có nô ra nhá anh nhá. Ủa thì anh không bảo anh, em đang định cho số bên luôn. Em vậy ạ. Có nô ra. Vâng. Anh Võ Hoàng Nam Kubi anh muốn bán xe ạ. Anh ơi, vâng. Anh bán xe thì anh gửi ảnh chi tiết xong là gửi qua inbox cho bên em vậy ạ. Bên em sẽ trả lời anh ạ. Đúng rồi, tất cả những sản phẩm bán các bác cố gắng cho em xem cái hình ảnh. Đấy, thì bọn em sẽ cập nhật cái giá chính xác nhất để cho các bác có được cái giá tốt nhất để giao dịch. Vâng. Cũng như là em đang bán thì em sẽ đưa ra cho các bác những thông tin, vừa là hình ảnh cũng như là những cái tư vấn tải làm sao nó sát thực nhất. Đúng vâng, tiếp theo bên nhà em sẽ lên một em Wazer S ạ. Biển số 29F11297 ạ. Anh Nguyễn Hành chào hai anh em nhà Thiệp. Vâng, em chào anh Nguyễn Hành. Chào anh ạ. Chào tất cả các anh em có mặt trên cả hai bếp đang ủng hộ cùng bên xe máy Hoàng Kiên. Chốt Silos à? Anh nào đang chốt Silos? Anh Hai Lúa chốt Silos thì anh inbox hộ em với ạ. Đúng rồi anh ạ. Mấy nghìn cây thì anh ơi tự tin lên, chơi chán bán trả lỗ, bao nhiêu lỗ cái ông đầu tiên ông rơi hết rồi. Mình giờ chỉ hưởng thôi. Vâng. Thôi, đấy là hàng đây một chiếc Yamaha, còn đây là sang câu chuyện của Honda. Ăn chắc mặc bền, lành, tiết kiệm, dễ sử dụng, dễ sửa chữa. Câu mà em gần như nói quen thuộc rồi, không có gì để chê cả. Nhà nào gần như bác từng dùng. Em thấy bây giờ dân anh em mình nếu nhắc đến xe máy thì quay à, đúng quay giờ S vành đúc. Chả có gì để lăn tăn cả. Thôi nó là cái câu chuyện của sau mười mấy năm thì các bác cũng thông cảm. Nó có chút gọi là nhuộm vàng của màu đất cát rồi. Nhưng mà thôi mình cũng không tẩy rửa làm gì. Đúng không ạ? Đấy, vàng rồi. Đấy, có vàng trắng mà, trắng mini inox thì nó nhuộm vàng thì tránh làm sao được. Nhưng mà được cái đúng không ạ? Chủ chiếc là họ cũng vẫn giữ những cái như là vành đúc đồ đạc liền, không có mông má gom giật nhiều để làm sao mà cái xe nó vẫn còn cái độ cứng cáp, càng khung không có hoen gì gì cả. Rồi, Wazer S nhá, động cơ 110, những cái hàng này thì bác 29F11297. Bác nào mà có lai thồ hay là chạy chợ hay đi lại thì rất là ok, tiết kiệm nhiên liệu, nó cũng có để mang lại cái sự ổn định. Hay nói cái khác em hay nói là kiếm ra tiền được thì là những dòng Wazer S này. Giá trên like anh em nào có nhu cầu chắc là xuống rồi 10 triệu 2012. 10 triệu nhớ cho em là vành đúc nhá, chủ tặng luôn quả lốp vừa mới thay. Trên đường ra Hoàng Kiên bán là vẫn quý, Hoàng Kiên nên thay cái lốp mới ra tặng. Đấy. Còn lại là đây tem vẫn tin cái câu chuyện nó chỉ xuống do cái nhuộm vàng thôi chứ còn tem này các anh em này. Đấy, em đang nói là nó có độ liền xe hay là khung sườn nó vẫn còn chắc chắn. Đấy. Động cơ đầy 110 đời 2012. Giá để cho anh em mình ở trên like thì em vừa trao đổi rồi. 10 triệu. 10 triệu à? Máy zin nhá. Đây anh có thể quay vào đây. Đây anh em xem máy nhớ xem cho em cái phần bên lườn này. Đấy, hơi khó xem một chút nhưng mà các bác em xem là chuẩn rồi. Đấy. 10 triệu Việt Nam đồng, biển Hà Nội, vành đúc, đời 22, máy zin. Sơn thì có sờ va một chút nhưng mà cơ bản là những cái phần quan trọng nó vẫn là nguyên zin và không có vấn đề về khung sườn, không lỗi về khung sườn. Đấy, rất hợp lý. Rồi, vẫn còn rất nhiều sản phẩm. Tranh hôm nay sẽ vẫn ra liên tục cả ngày. Đấy. Tiếp theo em nhà em lên một chiếc Ablet màu bản 3D. LED 110. Đấy. Bán bảo hành máy cho anh em 1 năm luôn nên các anh em có thể yên tâm nhá. Những sản phẩm lướt mới thì là anh em có thể yên tâm là em bảo hành cho anh em thoải mái về động cơ nên không cầu kỳ về phải nổ đâu. 3D ui của pha trong thế nhỉ. Anh em thấy nó trong không? Đây mắt đấy, mắt nhìn vào đôi mắt này các anh em có thể thấy được cái độ trong của pha. Đi ít, bật đèn ít, giữ gìn cẩn thận, không chảy xước thì nó mới được như thế này nhá. Các bác để nắng để mưa nhiều là mai sau nó ố vàng nó hỏng hết. Rồi. Zin nó xuống rồi, vành nguyên zin. Hàng 3D các bác ạ, nhìn thế này có thể cam kết luôn với nhau là sơn zin luôn. Chứ nếu mà sơn lại nó chỉ ra được cái kiểu như thế này thôi. Đấy, nó không có được một cái hình ở bên trong, gọi là nhìn thấy nhưng không sờ thấy. Đấy. Chỉ nhìn thấy thôi, sờ không cảm giác gì cả. Đấy là đặc trưng của 3D, cái dòng LED Honda thiết kế. Lúc mua thì đắt nhất, chả có màu cái nào đắt hơn đấy ạ. Ở cùng form dáng đời này, dìn hết luôn, các bác nhìn. Có dao máy, có tay sách, có bô, là những cái bắt buộc bên em phải có sự làm dọn dẹp đẹp. Ablet biển 36B2 53308. Rồi, dành cho bác nào thích những dòng LED 110
đời 2012 nó là đời chót của dòng máy với AB 110 rồi. Biển tỉnh thôi, nói chung là những cái tầm nó hạn chế tiền một chút các bác ạ. Thì mình cứ tập trung về chất lượng máy. Thoải mái. Zin hết, cốp zin hết. Còn biển thì mình cũng có thể để lựa chọn đằng sau đúng không ạ? Tiêu chí sau. Tiêu chí sau không cần về tập trung về biển. Tức là nhiều khi là do mình nhu cầu mình chỉ cần giải quyết phương tiện đi lại. Thì mình hãy tập trung vào những sản phẩm mà em nghĩ là chất lượng máy. Có thể hình thức, có thể màu sắc thì mình dễ, nó đều đều nhau. Nhưng khi các anh em đã lựa chọn biển Hà Nội và biển tỉnh thì nó bình thường là phải 2-3 triệu đấy. Nếu cố lên lấy Hà Nội thì là chuyện khác. Còn nếu mà do mình lấy cái nhu cầu mình không cần đến thì mình cứ lấy biển tỉnh cho em đấy. Câu chuyện chiếc này thì vàng đen 2012 tháng 12 rồi. Chắc là tầm này 36B2 53308 800 12.800.000 ạ. Đấy, đây, anh em, anh có thể quay lại một lần nữa để thấy được. Còn zin thì nó sẽ không có hiện tượng vẹt, đúng không ạ? Nó không vẹt ở đây thì ở đây nó cũng không phải lo, thì ở đây cũng không phải lo. Đấy, vì họ có tiếp đất đâu, phần này cũng zin. Nên là cái độ tai nạn, ngã, xước, chiếc này dần như là không. Và nói không với tai nạn nhá, với ngã, xước luôn. Đấy, còn lại quẹt nhẹ như không thấy. Em thật sự là cũng ấn tượng với cái độ sơn nước này. Rất ấn tượng luôn. Rồi, 12.800.000. Vẫn còn cái hàng này à? Có lên không? Lên chứ. Tôi đã xuống đây rồi thì biết đâu mấy bác nước ngoài đang ngồi đây đang đợi. Nãy giờ con xe ga rẻ tiền thì đúng không? Đây, tiếp theo là một chiếc xe ga của Suzuki. Kiếm đâu ra được hàng chính hãng đúng không ạ? Câu chuyện của xe chính hãng. Em vẫn nhớ chiếc này thôi, xe này rẻ lại đẹp. Nhắm mắt đọc bừa là để cho anh em mình 3.800.000. Không mua được đâu các anh chị ạ. 3.800.000 nhá, xe ga của Suzuki. Xe ga 3.800.000. Ngày xưa sản xuất thì cạnh tranh với cả là A-Blade ấy, những đời 2008-09. Sau một thời gian thì hai số phận mang hai con người mang hai số phận luôn. A-Blade lúc này thì nó lên ngôi lắm. Toàn mười mấy đúng không ạ? Nhưng mà Suzuki thì cũng 3.800.000. Biển tỉnh thành lớn nhá. Biển 59S179917 ạ. Biển tỉnh một thành HTT. Rồi, trực thuộc trung ương. Xe ga, hàng hãng, vành đúc, bản Sport, thụt đỏ mà. Lấy cho Nhung đi được đấy. Thôi đấy là ưu điểm, nhược điểm thì nó có những cái như là tốn xăng, xe nặng, khó nổ mùa đông thì đến đây em cũng nói nhỏ nhỏ thế thôi chứ anh em chắc cũng biết cả rồi. Thì cái gì nó cũng có hai mặt của nó, đúng không ạ? Thì thôi nếu anh em nào mà đang cần một chiếc mình đang xe, cần một chiếc để phương tiện đi lại. Dạ bãi. Mà em nhớ có nhiều anh em hỏi là cái xe mà thổi nồng độ cồn không sợ thì đây là một giải pháp em nghĩ là hợp lý đó. Thì bác có thể cân đối. Khẳng định là không sợ thổi nồng độ cồn nhá. Đấy. Vâng. 3.800.000. Một chiếc Suzuki Hayate hàng chính hãng. Suzuki mà đúng không ạ? Rồi, mời đây, chào tất cả các anh em. Em xin đọc một số comment của các anh nhé. Anh Trinh Vũ ơi, nhà em có ship đi ra các tỉnh anh ạ. Anh chỉ ký ship hộ em nhé. Anh rồi. Có nhu cầu thì inbox giúp em ạ. Còn anh xe máy Honda Crea 50cc. Anh ơi, Crea bên nhà em chỉ có liên doanh thôi ạ. Còn hơi mặn, Honda mặn thì Crea của năm Honda ạ. Anh phải xác định 67X để lấy những chiếc đời 25. Dạ. Đấy, em phải báo luôn nha, em biết giá dòng đấy. Anh Nguyễn Lịch, giá bao nhiêu? Giá 3.800.000 chiếc này, em không hỏi anh hỏi chiếc nào. Sirius đời 2020 anh Lợi Lê ạ. Cảm ơn tất cả các anh em nhá. Anh Phạm Gia Minh có con xe nào 500.000 không ạ? 500.000. Khả năng nói thật sự với anh là cũng từng có một chiếc nhưng mà trên tinh thần là sếp em hôm đấy làm quả cho nó rực rỡ là like tặng kèm. Đấy, vâng, tại vì với cái mức giá đấy ra lộc hoặc là bớt thì thôi mình cứ làm quả tặng kèm. Đấy là công khai khuyến mại anh em nào nhanh tay, em không nhớ chiếc đấy là chiếc Avel hay chiếc gì, nói chung là Revo, một chiếc Revo của hàng rất Yamaha lâu rồi ạ. Rất vâng, lâu rồi. Thi thoảng anh cũng có thể đón chờ các buổi live những cái hàng 500+ tặng kèm thì vẫn có thể khuyến khích theo. Chiếc này 3.800.000, thời gian nữa không có, sếp em chắc xuống tí nữa thì cũng khác gì đâu, đúng không anh? Hàng này còn hàng tỉnh thành Hà Nội thì tỉnh thành Sài Gòn mà. Đang live bị mất sóng. Anh Toàn tiền lẻ hỏi có nay có xe A còng không em? Không còn anh ạ. Vâng, em còn VS, vâng. Một trong những sản phẩm cùng thời với A còng nếu anh có tìm hiểu. Nhưng mà đẳng cấp em khẳng định VS luôn luôn đứng cao hơn vì có thể nó mới hơn, đúng rồi, nó mới hơn. Sorry, nó không cùng thời, nó là sau. Nó mới hơn, nó được công nghệ FI hơn. Đấy, anh nhá, vâng. Anh có thể cân đối. Mà giá cũng chỉ hơn 10 một chút thôi. Vâng, tiếp theo nhà em lên một chiếc Vision trắng 2021 ạ. Rồi. Biển Hà Nội. Biển Hà Nội quá quá chi à? Tiêu chuẩn, gọi là bản tiêu chuẩn, vành trắng khóa chìa, màu trắng. Hàng này thì nói thật rất là phổ thông,
biển đẹp ạ, 83398 ạ, 29E2 83398. Lốp cũng còn theo xe luôn. Đấy. Bác nào mà thích những cái chiếc dòng lướt, thích những chiếc xe, nói cách khác là đỡ phải đi đăng ký, có hơn 5.000 cây. Dành cho bác nào lười, có biển có xe đi luôn, đúng không ạ? Sáng lấy tối đi bình thường. Còn quên đăng ký như chiếc cúp em lai lúc đầu. Gương còn cả đôi ạ. Đúng rồi, tay xách, đồ đạc, yên áo, tay phanh, tay nắm. Anh có thể quay kỹ cho các anh em nhìn. Hàng nó lướt mới nên là thực ra cũng không có gì để giới thiệu nhiều, đơn giản. 29E2 83398 ạ. Có mấy nghìn cây mà, đúng không? Bác hơn 5.000 cây đúng ạ. Chân, đúng nhu cầu, có thể cân đối cho em. Không có nhiều, được cái màu trắng nhá. Em có cả màu đen, màu trắng, hai màu cũng là em thấy phổ thông nhất, thì sẵn có luôn để phục vụ các anh em mình. 29E biển phố Đông Đa rồi đúng không ạ? Chính chủ 29.500.000. 29.500.000. Đăng ký được 2022 rồi. Mỗi một chiếc Vision 2021. Phù hợp rồi, đúng không ạ? Đây là giá mới đấy ạ. Chiếc đen nhà em trên tầng là 325 cơ. Em vẫn nhớ giá chiếc đấy. Đang đều đăng ký 2023, nó cũng có cái gì đấy sự khác nhau. Nhưng mà chiếc này thì nói thật với các anh, những Honda lệch nhau 1-2 năm đăng ký thì cũng không xin nhê gì đâu. Lợi về giá mà phù hợp màu, phù hợp biển, đúng nhu cầu thì các anh em cân đối. Nó lành lắm. 295 nhá. Anh gì nhỉ? Anh Hồ Quang hỏi có Suzuki Nam 150 không? Hiện GZ. Tại nhà em không còn anh ạ. Vâng. Anh có thể lấy các cái hàng, nhưng mà thực ra các cái dáng cổ classic thì em cũng không có nhiều. Em chỉ còn những dáng sport thôi, như kiểu là. Anh Lê Minh Đức muốn hỏi con Suzuki vừa xong bao nhiêu tiền? 3.800.000. Xe đấy 3.800.000 anh nhá. Vâng, rất hợp lý rồi. Anh quan tâm thì inbox giúp em ạ. Đồ ngon anh nhá, đồ ngon anh chạy ok, bô hơi độ. Em vẫn nhớ cái đấy bô hơi độ nhưng mà không phát ra tiếng đến mức độ là chói tai. Nó chỉ là to hơn bình thường một chút thôi. Vâng, tiếp theo là một em SH1 ạ. Rồi, bản sport đời 2017 ạ. Đúng rồi. Vành đen Hà Nội ạ. Càng đen, thụt đỏ. Trắng nhưng mà mõm phải đen. Đấy các bác nhớ, nếu bác nào đang có mà giật theo thì hãy quan sát mẫu này nhá. Một mẫu chuẩn sport, nhiều bác hay giật nó thiếu hoặc nó thừa, nó không đẹp. Đây là chuẩn của nhà máy đưa ra. Tem cũng phải là tem trắng, thụt sau phải đỏ, máy yên phải đỏ, tay xách nó phải đen. Đúng không? Rất đều và đẹp. Biển 29i551468. Rồi. SH1 bản sport 2017. Động cơ 125, một trong những động cơ máy mà những anh em kỹ thuật luôn đánh giá là đứng top 1 về động cơ chất lượng hàng của Honda. Nếu về nói đến dòng xe nữ với những động cơ 125 thì SH1 cực kỳ ok. Chị em nào, anh em nào đã từng sử dụng có thể cho ý kiến đúng không ạ? 42.500.000. Sâu đây ạ. Vâng. Tháng 12/2017 so với mặt bằng của 2017 nó nhỉnh hơn một chút, nhưng và để nói cho những chiếc sport và những chiếc động cơ, những chiếc tháng 12/2017 thì em nghĩ nó cũng là hợp lý thôi. Nên là chị em nào 425 à, chị em thậm chí là các anh em hoàn toàn có thể cân đối, vì cái màu sport nó là màu thể thao, màu phù hợp cho cả nam và nữ đi được. Có ngoài những màu này nó có những màu đỏ đen hay là màu bạc sần, đều là bản chung của sport. Những cái năm 2020 hát về trước thì mẫu này được đánh giá là đắt nhất. Đến thời điểm hiện tại cũng vẫn có nhiều khách hàng thích sử dụng những form dáng SH của đời này, SH1 của đời này hơn là cái đời sau. Cái bản đèn led thì nhiều khách hàng chưa thật sự là tin dùng. Đấy, nên là những khách hàng đấy nếu mà có xem có thể cân đối mẫu này. Giá 425. Câu chuyện của máy zin nhá, hình thức có sờ ba tay xách một chút hay là một chút ở dưới vị trí gầm sàn thì thôi không tránh được sau câu chuyện của 7-8 năm. Còn máy móc nguyên zin cho anh em mình. 42.500.000 với đúng một rồi. Em SH1 biển em nhớ. Biển 29i551468. Anh chị em nào có nhu cầu thì inbox giúp em với ạ. Vâng, đuôi 68, quá đẹp. Tiếp đây. Theo là một em Zogno 50cc, nhỏ gọn đúng rồi. Và tiện dụng đấy ạ. Bác, biển số là 29AA56920 ạ. Nhiều các chị em lấy cho con em mình đi học hay xe đạp điện, quá hợp lý. Hoặc các cô đi chợ ở quê, khoảng cách gần, giải quyết phương tiện đi lại cũng rất là ok. Đấy. Em này nhỏ gọn thì cốp cũng rộng. Thương hiệu thì có thể gọi là liên doanh nhưng lại được cái sản xuất mới các anh chị ạ. Nó mới thì nó có là liên doanh thì mình cũng chả phải lo. Đúng không ạ? Đầy xe Trung Quốc cũng chạy ở mầm có sao đâu. Nên là bác nào chị nào đang cần nhỏ gọn, nhẹ, đặc biệt là không cần bằng, có thể cân đối nghĩ cân đối mẫu này giúp em nhá. Biển 29AA56920. Rồi đây rồi, hàng 2018, tháng 10/2018 thì nhờ giá mới rồi. Tháng 10/2018, 56920, 10 triệu. Thật sự là đây là giá khẳng định với các anh em là giá mới. Nó đẹp mà, đây cái tem này là tem này, tem zin của xe hết, sơn zin thế này. Đúng không ạ?
Bây giờ các bác mua một chiếc xe đạp điện thì cũng phải có bằng ấy, à có đăng ký đúng không? Xe đạp điện có đăng ký thì câu chuyện cũng phải là 7-8 triệu, thậm chí 90 triệu vẫn có. Làm luôn con xăng này đi cho em này, vừa chạy xa lành. Các bác nghĩ là xe đạp điện là không tốn xăng, cái này các bác chỉ nghĩ được lúc đấy thôi. Nhưng câu chuyện sau 2 năm các bác thay cho em một cái bình điện khi nó hỏng. Bình điện nó tuổi đời khoảng 2 năm, nó cũng chỉ tính trong giai đoạn đấy thôi. Các bác mà sạc không khéo nó còn nhanh hơn, nguy hiểm hơn. 1.6 triệu 4 quả đấy, loại bình thường rẻ nhất, hơn 2 triệu nếu mà loại đắt hơn tí. Thế là cái câu chuyện 2 năm tiêu hết 2 triệu tiền xăng thì chắc gì với mẫu này đã tiêu hết được. Nên anh em phải tính cả cái đoạn đấy cho em nhé. Vâng, 10 triệu một em Jogner. Đúng rồi. 50cc biển 29AA56920 ạ. Không thích màu xanh thì em sang màu đỏ. Màu đỏ. Đủ hết, em tranh hôm nay đưa một cặp luôn, song sát xuống để cho các anh em nhìn cũng là cái gì đấy sport nhỉ. Sờ đen đen đỏ đỏ đấy, cứ kiểu dáng thể thao là nó phải như thế. Vâng, biển số là 15AH02292 ạ. Tỉnh, biển tỉnh. Giá thành nó lại hợp lý. Thực ra với những cái phần cái dòng không cân bằng, chính xác là không cân bằng, thì các chị em bỏ qua về biển đi. Đúng không ạ? Xe 2021 8 triệu thôi, đã thế rẻ xuống 10 triệu trước kia mà chiếc này 2021 còn có 8 triệu. Toàn những cái giá thật sự là để giao lưu rồi. Nãy đã rẻ, cái này còn rẻ hơn. Rất là hợp lý đấy. Thực ra những bác nào mà chạy trong phố nhỏ ngõ nhỏ thì em thấy dòng này chả cần gì phải to đâu, đúng không ạ? Đi xa đi được trường thì mình lấy kê một chiếc khác. Còn nếu mà chỉ giải quyết những cái dòng đi lại bình thường thì các bác cứ cân đối cho em, không có vấn đề gì hết. 8 triệu Việt Nam đồng. 2021 biển 15. Màu đỏ đẹp, dọn dẹp xong xuôi ngon lành. Đấy, xem. Thiếu mất tí tem. Đấy, đấy nó không có cái chữ Jogno ở đây. Anh Phạm Hưng ơi, xe này 8 triệu anh ạ. 8 triệu nhá. Giá rất hợp lý rồi. Anh cố lên cho em một tí ạ. Cốp rộng. Đấy, cốp rất là ok đây này anh em ơi. Còn tem mác thì theo em thôi, nó đã thiếu rồi thì mình cũng kệ thôi. Cứ có thể mình dán một cái logo icon nào vào đấy cũng được. Xe này dành cho các bạn nữ, nhất là cái bạn nào mà hiểu điệu một tí. Đi mặc váy rồi đi rất là đẹp. Tranh làm 2k, nhiều khi là số lượng cũng có hạn, không lại tụt huyết áp. Anh em cố gắng lưu ý thời tiết thay đổi phức tạp nhiều. Anh Cường Nguyên ơi, nhà em có gym anh ạ, ZX hiện tại nhà em nó không còn ạ. Nay anh Đức bê mâm đi du lịch nên là bạn Tranh làm thay, nhiều khi nó đã có, mà ngày lại 2k nên là cũng vừa báo là huyết áp có xuống hơi thấp rồi. Nên là em anh Tuấn Tú đang bảo là Đức bê mâm hôm nay ngồi rung đùi nhỉ. Thi thoảng là phải nghỉ anh ạ, nghỉ để lấy sức, lên dây cót để buổi sau còn tiếp tục. Ngày mai em mới lại tiếp tục anh ạ. Đúng rồi, sẽ lại đồng hành cùng tất cả các anh em. Anh Cao Anh Bùi chốt 7,5 củ được không nhỉ? Không được anh ạ, 8 triệu khẳng định với các anh em, giá like là cái giá yêu, giá hợp lý vô cùng rồi các anh em nhé. Anh cố lên cho em một chút, bên em đúng có gia lộc nên là anh cứ inbox rồi các bạn sẽ gia lộc cho anh nhé. Có đợt gym Thái tầm 40 triệu không? Không còn ạ, em có mấy chiếc gym Thái hôm qua mua thì các anh em cũng là cọc rất là tới tầm đấy, nên là cũng không có, gần như là like xuống like là đã cọc mất, không có nhiều anh em. Cảm ơn tất cả các anh em đang ủng hộ cả hai bếp nhá. Em cảm ơn 284 các anh chị em đang xem bếp xanh ạ. Và hơn 100 anh em bếp đỏ, anh Nguyễn Văn Vinh SH nhập, em có 2010 được không anh? 2010 150 đầu máy 103, giá cũng rất rẻ, có 100 xếp em trên like 105 em vẫn nhớ. Đúng rồi. Em ở sư dạ, đoàn xăng thiết giáp, cửa hàng mình bán xe tăng không? Chưa đến cái tầm buôn bán xe tăng. Anh Tạ Tuấn Cường nhá, nếu mà có nhu cầu buôn bán xe tăng thì anh em sẽ giao lưu. Mà anh ở trong tăng thiết giáp thì anh bán được không để em có kết nối. Đấy, cũng anh chưa giao dịch món đấy bao giờ, không biết là có hợp pháp không thì cũng chưa dám nói. Anh okay. Vân Hơn Lê, anh hỏi Dung khỏi chưa Thiệp ơi? Vâng, chắc là hồi phục rồi anh ạ. Nhưng vâng, để đảm bảo sức khỏe thì sẽ phải là nghỉ ngơi. Tất cả là phải nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Vâng. Đấy, như em thi thoảng có những hôm nó gọi là rát họng thì phải báo cáo sếp, sắp xếp đấy để làm sao buổi sau nó tròn. Chứ nếu mà cố nó xước ra là lại kháng sinh vào là lại phải vài ba hôm mới lại lên được. Phải duy trì sức khỏe để phục vụ anh em cũng anh như Lưu là Hoạt để lao động công việc các anh em nhé. Anh Lưu Hoạt có hỏi Vision giá sao anh? Vision thì anh Vision không biết anh hỏi cái nào rồi. Vision giá nhà em thì tầm khoảng hơn chục triệu đến hơn rồi, 2 trên dưới 3 triệu. Em vừa like một chiếc vừa rồi 2021. Anh muốn mua em thấy tầm bao tiền? Giá 295 màu trắng là đẹp đấy anh ạ. 295 cho một chiếc 2021 màu trắng mà có 5.000 cây này. Rất đẹp anh em.
Vâng, rất nhiều anh em vẫn đang cùng đồng hành cùng cửa hàng em. Ê, thì em về một chiếc Noza đây ạ. Mẫu màu Noza xanh tím 29P113259 ạ. Phần đa là dành cho các chị em. Anh nào vừa hỏi Noza đây ạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Em muốn xe này có được không ạ? Kiểu dáng mignon, động cơ này được y. Đấy nên là rất là hay, nên các chị em nào mà muốn những công nghệ của mà tầm dáng dưới 20 có Vision anh Kim, anh Hoàng nhá. Thì có thể cân đối mẫu này nhá. Anh Lưu Hoạt hỏi SH2019. Có luôn, có anh em ạ. Có một chiếc 2019 hơn 68 triệu 500, 2019 125, còn lốp luôn anh ạ, còn lốp luôn anh nhá. Rồi chiếc Noza Grande này biển Cầu Giấy. Noza thôi. Ờ Noza thôi, đấy nhầm là Noza Grande, đọc quen mồm, nhiều anh em hỏi. 29B113259 chính chủ, mấy khi mua được chiếc 23 mà chính chủ như này nhỉ? 11 triệu 500, rất hợp lý. Cái gì hay Noza này cũng gần như là có đủ đấy các anh em, như đổ xăng đằng trước này rất là tiện luôn, mình có thể vừa ngồi vừa đổ xăng không cần đứng lên mở cốp. Đây là những cái tiện thứ nhất. Cái tiện thứ hai là cốp khá rộng đấy, em thấy nó cũng toàn diện là cốp trong này rồi đấy, khá rộng đúng không ạ, kiểu dáng nó cũng không quá gồ ghề xù xì như lít, nó cũng có độ thanh mảnh, công nghệ cũng được FI đấy, nên là cái giá tiền 11 triệu 500 em thấy là phù hợp rồi. Anh em nào, chị em nào đang có nhu cầu có thể cân đối với một chiếc em Noza nhỏ gọn xinh xắn giá 11 triệu 500, biển số 29P113259 ạ. Đúng rồi, máy thì 115, những cái dòng này thì cũng rất là phổ thông rồi, nó trên 110 dưới 125, không cao cũng không thấp gì cả, rất thoải mái. Yamaha chạy cũng rất là ok đấy, chị em nào có nhu cầu, anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ chốt. Ngoài những sản phẩm này thì bên em cũng còn rất nhiều các sản phẩm, nhưng mà cũng là để phục vụ anh em một cách nó đều đặn, thì những sản phẩm đấy bọn em sẽ cố gắng phục vụ anh em vào các buổi live sau. Nếu những các cái nhu cầu của anh em cũng có thể đưa lên để bên đội ngũ chăm sóc bên em biết được, có thể gửi ảnh khi chưa lên live kịp hoặc phục vụ anh em vào các buổi live sau. Đấy. Dạ, thì anh chị em nào mà có nhu cầu thì những muốn mua dòng xe gì hãy inbox cho bên em sẽ có đội tư vấn cho các anh chị 24/24 đấy ạ. Dạ vâng. Vâng, thì tôi buổi tối cũng tối rồi, nên là lượng like bọn em cũng đã gần đủ rồi để phục vụ anh em. Thì hẹn anh em sẽ vào buổi live sau. Xin chào và cảm ơn tất cả các anh em đang ủng hộ xe máy Hoàng Kiên. Chào mọi người nhé.